Nhưng mà mình khởi đầu của người bắt đầu thực hành thiền, mình có thể chọn lựa chọn cái pháp môn, cái phương pháp thực hành thiền hơi thở này là cái pháp mà làm nền tảng để mình có thể phát triển thiền tuệ ở tương lai được. Thì mình cần phải thực hành thiền định hơi thở này cho đến khi nó đắc định thì thôi. Vậy thì cái phương pháp thực hành là mình phải có một cái không gian yên tĩnh, là cái môi trường, cái trú xứ rất là quan trọng để mình thực hành, nó không có tiếng động ồn ào ấy thì mình mới nhất tâm được. Thì khi ngồi thì mình ngồi tư thế nào cũng được, kết già bán già hay hai chân bằng nhau cũng được, ngồi giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt hoàn toàn đã, để cho hơi thở đi vào tự nhiên, đi ra tự nhiên nhất mà mình không điều khiển cái hơi thở đấy. Và mình quan sát hơi thở bằng cái sự xúc chạm, tức là hơi thở đi vào đi ra nó có cái làn gió thoáng rất là nhẹ, nó chạm chạm vào cái da ở bên cánh mũi, rồi mình hướng cái tâm đấy, mình giữ cái tâm ở cái vị trí trước cửa mũi đấy để mình nhận biết cái hơi thở đi vào đi ra ở ngay trước cửa mũi này, chứ không được theo hơi thở vào trong mũi, không được theo hơi thở vào trong phổi này, vào trong ngực, vào trong bụng này. Tức là mình không được quan sát cái thân của mình mà chỉ quan sát cái luồng hơi thở đi vào đi ra thôi. Thì chú tâm vừa vừa thôi, không được chú tâm quá mạnh, mình cũng không quá nơ nà, tức là luôn luôn ở cái mức vừa phải trung bình. Mình quan sát hơi thở đấy nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là tự nhiên, đều đặn liên tục đấy trong suốt một cái thời thiền là 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, tức là ngồi được càng lâu càng tốt. Và khi cái vọng tưởng nó đến thì mình chỉ cần nhắc nhở cái tâm là buông bỏ cái vọng tưởng đấy đi, mình nghĩ rằng cái vọng tưởng đấy không đem lại lợi ích gì hết, mà mình hãy nghĩ đến cái lợi ích của cái việc hành thiền hơi thở, nó sẽ làm cho mình được định tĩnh, làm được nhất tâm, rồi sẽ phát sinh ra cái trí tuệ là con đường đi đến niết bàn giác ngộ. Khi mình hiểu được cái mục đích, tức là mình có cái mục đích hành thiền chân chánh, mình hiểu được cái lợi ích của cái việc hành thiền ấy, thì tự nhiên cái tâm của mình nó tha thiết, nó thích thú, nó hoan hỉ với hơi thở. Và mình càng ngồi thì nó càng có cái sự nhẹ nhàng khinh an, thì nó càng có cái sự an lạc, càng ngồi lâu mình càng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Rồi dần dần ở trước mặt mình nó sẽ phát sinh ra cái nimitta, cái quang tướng ấy, tức là cái ánh sáng nó sẽ sáng dần đi. Thì đấy là dấu hiệu mình sẽ đắc định, và mình cần phải phát triển cho cái định ấy càng ngày nó càng thâm sâu hơn, mạnh mẽ hơn, rực rỡ hơn. Thì dần dần nó sẽ đè nén được 5 triền cái, tức là tham dục sân hôn trầm thủy miên trạo hối hoài nghi nó không sinh lên nữa, và nó sẽ dần dần nó đi vào được cận định, rồi nó đi vào an chỉ định, và nó đi vào được sơ thiền. Rồi sau đó mình sẽ có những cái phương pháp mình cần học thêm là tuần tự nên nhị thiền, nên tam thiền, nên tứ thiền với cái pháp hành thiền hơi thở đấy. Và sau đó mình sẽ chuyển sang hành thiền tuệ, tức là 16 cái tầng thiền tuệ như mà sư mới giảng hôm nay. Thì nó phải dựa trên cái nền tảng mà mình đã thực hành cái pháp thiền hơi thở này, thì sau đó hành thiền tuệ sẽ rất là dễ dàng. Còn nếu như mình chưa chứng đắc được một tầng thiền ý, mình hành thiền tuệ ngay thì nó rất là khó, và rất ít người thành tựu được, rất ít người thực hành được.